Ngày 8 tháng 11, thôn Minh Liên, xã Minh Sơn đã tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự tại buổi lễ có các đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đặng Văn Quang, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới huyện. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền xã cùng với quyết tâm cao, những việc làm sáng tạo, tự tin, chi bộ và nhân dân thôn Minh Liên đã chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn ban đầu, xây dựng lộ trình từng bước hoàn thành 14 tiêu chí nông thôn mới. Thôn Minh Liên có 156 hộ với 426 nhân khẩu. Sau 6 năm triển khai, thôn đã đầu tư hơn 2,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp là 2,03 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng. Đến nay toàn bộ hệ thống giao thông của thôn đều được bê tông hóa, nhà văn hóa có đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu, đáp ứng đầy đủ hội họp, tuyên truyền của nhân dân. Đời sống kinh tế của nhân dân ổn định và từng bước phát triển. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%. Các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đa dạng hóa và đẩy mạnh. Vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, không có điểm nóng vụ việc đột xuất bất ngờ xảy ra. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Quang, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới huyện đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà xã Minh Sơn nói chung, thôn Minh Liên nói riêng đã đạt được. Để duy trì và giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị chi bộ và nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lợi thế của địa phương, thay đổi tư duy, có kế hoạch hợp lý trong phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thay mặt cho lãnh đạo huyện, các đồng chí Phạm Công Cúc và Đặng Văn Quang đã trao bằng công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới và phần thưởng của huyện cho thôn Minh Liên.